Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba mẹ cô. Thì hiện tại ba mẹ cô đang có mặt ở đây là con đường đường gì không biết, hình như đường vòng núi Sam, ở phường núi Sam ở hẻm số 20. Ở đây ba mẹ cô thấy buổi tối xe lôi chạy rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ ba mẹ cô đang coi á, bây giờ là 10 giờ đêm. Hiện tại ở Châu Đốc này 10 đêm, đây là Hotel VV Nguyên nè. Nhiệt độ bên ngoài là 28 độ C, nóng lắm. Ở đây là đường vòng suối Sam số 14. Nhức đầu ở đây xe lôi nhiều lắm bà con. Bên đây ba mẹ con thấy đây là bưu điện núi Sam. Bà con có thấy đây là cái bưu điện núi Sam, đây là có thể là điểm trung tâm của núi Sam Châu Đốc. Nhà khách núi Sam, giữ xe ô tô nè, đường vòng núi Sam, nhà khách núi Sam. Bà con có bác xem ha, bưu điện núi Sam ở đây. Con đường này hồi đó ba mẹ cậu đi là ở dưới Châu Đốc, mình đi lên là đi con đường này lên. Vào mùa này thì ba mẹ cậu thấy là có vẻ là chưa có vô cái mùa lễ hả bà con, cho nên ba mẹ cậu thấy có lẽ vẫn chưa có đông. Rồi bây giờ ba mẹ cậu sẽ nhập vô đoàn của ba mẹ cậu, gia đình ba mẹ cậu đi cúng. Bên tay trái này là chùa, này là chùa không biết. Di tích đã công nhận ở dưới chùa Bà Châu Đốc núi Sam nè bà con. Ba mẹ còn thấy mấy ngôi chùa để tên chùa là toàn là tiếng Hoa không à bà con, không có tiếng Việt cho nên ba mẹ còn không có đọc được. Thành thử ra bà con, bác có biết đây là ngôi chùa gì không? Bác nói cho ba mẹ còn nghe chứ. Ba mẹ còn thấy có một cái đài tháp cao, hoa sen cao là cao luôn nè bà con. Con lá cờ, lá cờ. Đây là cổng chính nè. Chùa này chùa Tây An cổ tự bà con. Đây là chùa Tây An. Thấy rồi. Và hai bên đường ba mẹ còn thấy là có bán đồ ăn rất là nhiều nè, mấy cái gánh nè, đường thốt nốt nè. Rồi bên tay phải đường đi vào chợ thì bà con có bác thấy đó, bán rất là nhiều hoa sen nè, rồi những cái đồ để đi vô ví bà. Tết lại hàng một cái đây. Những xe này đang đi vào. Ba mẹ cậu thấy 80 trăm. Đây có mắm cô giáo Thảo nè. Bà giáo Thảo 2, 4, 6, 7, con số 7. Mắm rất là nhiều nha, mắm Thái nha. Mắm Thái, vừa mắm, bà khía. Rồi trời ơi, cáp treo bây giờ vẫn chạy kìa. Xin thưa bà con cô bác, 10 giờ mà vẫn còn người đi lên núi Bà nha bà con. Vậy là hoạt động 24/24 luôn. Có những cái đèn kìa, bà con có thấy không? Xin thưa bà con có các loại mắm. Thốt nốt. Đây là kính thưa các loại mắm của bà con. Quá trời. Mắm quá trời mắm. Cái cây 150, 100 lát nữa mình đi, giờ mình vô cúng bà trước đi. Đây xe lôi.
đây, à, lối ra, lối ra. À, đây là cổng chính của chùa rồi bà con. À, miếu bà Chúa Xứ, đây là cổng chính. À, no, đây là cổng trước mình ở cổng sau. Con chỉ nhớ ở phía sau à, đi, mình đi cổng sau. Đây là không có con mày Hương đi. Con Tài, à, phải có xịt khuẩn đó nha. À, có. Tao vô hoài. Nó giỡn chơi hoài. Út đi vô thử coi, giờ con đi sau lưng Út nè, coi có xịt không. Đây là Chúa Xứ Thánh Miếu. À, đây bây giờ ba mẹ cậu đã đi vào đây là tới chùa. À, đây là miếu bà Chúa Xứ. À, đây có những cái giảng đường rất là đẹp lắm bà con. À, à bác xem. Y như kia cũ. Bao nhiêu năm nó vẫn y chang vậy. Không khác gì hết. À, đây đây là cái có một cái miếu nhỏ nè bà con, ở giữa cái sườn sau, hình như bây giờ nó có sự thay đổi đó bà con. Ba mẹ cậu nhớ hồi xưa ngay đây có cái chỗ đốt giấy tiền nè bà con. À, bây giờ như là miếu bà như là không còn cho đốt giấy tiền nữa là sao á. Ba mẹ cậu nhớ là hồi đó đây có một cái ô nè. À, đốt giấy tiền dữ lắm nha. À, cái ô ngay đây nè. À, đốt dữ lắm kế bên cái miếu này. À, miếu này là cái đây bà con của bác xem. Có ba mẹ còn nhìn vô ba mẹ còn thấy có một cục đá. À, và cục đá bên đây nữa nè. À, bác có thấy không? À, hình như là có sự thay đổi đó con. Hồi đó ngay đây ba mẹ còn nhớ có cái chỗ đốt giấy tiền, đốt nhiều lắm nha. Miếu bà này à, hồi đó đốt giấy tiền bằng bạc nhiều lắm. À, về đêm ba mẹ còn thích cái những cái dàn đèn nè con, lên đèn đẹp lắm. Chúa Xứ Thánh Mẫu. Đây trong đây cúng. À, ở đây là cái chỗ mà người ta hình như có nhiều sự thay đổi lắm rồi không? Cần kiệm trao dồi. Cái này là giờ y như cũ nè. Ở đó cái khúc này thì thường để trống, không có sử dụng. Đa phần là để trên đây, à, cúng trên đây. À, yêu cầu quý khách không nằm ngủ ra đây. À, ở đây là chỉ là chuẩn bị sửa soạn lễ thôi bà con.
Còn cúng là đi vô bên trong cúng nha bà con, không đứng ở đây. À, ở đây cái khu này giờ thắp đèn sáng rồi nè. Còn đây đây là rửa bông với trái cây nè. Đó bà con, quá hay hàng quá trời luôn nè. Còn cái nhà kho ở đây nè, nhà kho để ngủ. Còn đây đây là để rửa bông với trái cây. Ở đây mấy cái liễn rồi bà con, quá thấy quá trời không, người ta đem vô đây nè. Lâu lắm rồi ba mẹ cầu đi thấy lạ lắm, hồi đưa cái khúc bên đây đó tối thui à. Còn ngay đây nè bà con, là vào những cái dịp mà như là lấy tấm bà hay gì á, là các lãnh đạo là đứng ở đây nè. Rồi trong đó là viếng bà. Rồi bên trong là nơi hành lễ. Ba mẹ cầu đang cố gắng nhìn coi có cấm quay phim chụp hình không. Tại thường vô mấy chỗ này người ta cũng hạn chế cho quay phim chụp hình đó mà, nên ba mẹ cậu cũng đang theo dõi. Ở đây có những cái liễn nè mọi sứ sứ bao bình an, đức trạch thượng sanh. Ở đây là những bức liễn. Cũng có người nước ngoài đi mà con, đi với người chắc đi tham quan. Bây giờ là 10 giờ. Ở Ba Mẹ Cầu nghe nói là ở dưới chùa Miếu Bà Chú Sứ này nè bà con, là 24/24, sáng tối ngày đêm lúc nào cũng có người tới viếng và đi cúng bà. Bên trong là cấm quay phim chụp hình, hình nữ ra ba mẹ chỉ đứng được bên ngoài thôi. Thì quay cho bà con các bác xem. Mọi người đem bông vô, hoa vô để làm lễ. Thú thiệt với bà con cô bác á, sau bao nhiêu năm ba mẹ cậu quay lại nếu bà chú xíu đó. Ê, có một người đang chùm đang mặc áo bà kìa bà. Đang mặc áo bà đó cơ. Có một người hình như vừa mới cúng áo của bà, cho nên bà thấy ba mẹ cậu thấy có một cô lên. Ủa Út, cô thấy người ta đang thay áo bà kìa. Người ta cúng áo là người thay. Mà nếu mà có một người cúng là xe cái áo như sẽ bỏ xuống rồi bắt đầu đem một áo mới lên. Vậy hả? Đây đó bà con, ba mẹ cậu mới thấy được mỗi cảnh, lần đầu tiên ba mẹ cậu thấy là có một người vừa cúng áo bà, thì cái mấy cô này mặc áo dài, sau đó leo lên trên bắt đầu cái mặc cái áo vô cho bà. Phải nói lại bên trong có đề cái chữ cấm quay phim chụp hình, cho nên ba mẹ cô không vào quay bên trong được cho bà con cô bác xem. Nhưng mà xin thưa bà con bác, có một cái điều ba mẹ cô thấy rất là thay đổi rất nhiều ở đây nha bà con, nhiều lắm. Nếu chùa bà chú xứ bây giờ thay đổi khác xưa lắm, khác xưa nhiều luôn á. Hầu như không còn đốt cái giấy tiền vàng bạc, và người dân ba mẹ cô thấy người ta cũng mua heo quay ít lại. Chủ yếu là ba mẹ cô thấy bông với trái cây là phần lớn.
À, bông với trái cây. Nói chung là không có một cái quy định cụ thể nào cho việc cúng với cúng bà nha bà con. À, ba mẹ cô thấy là có thể, nói chung là muốn cúng gì cũng được. Nhưng mà hồi đó ba mẹ cô đi, ba mẹ cô thấy nguyên cái dãy ở đây là heo quay cúng nhiều lắm. Bây giờ thì chỉ còn có một vài con thôi. Nhưng mà bên bàn bên trong đó, xin thưa bà con có bắt trái cây nhiều lắm. À, mọi người buộc bông với trái cây là cúng là phần lớn. À, đó là một cái sự khác lạ mà ba mẹ cô thấy ở chùa bà, miếu bà chú xứ năm nay. À, còn giấy tiền vàng bạc thì ba mẹ cô thấy vẫn có người cúng nè. À, bà con bác thấy không? Cũng có người cúng nhưng mà không có đốt ở trong chùa thì sao bà con? Ở đó trước đó ngay chỗ là phía ngoài sân đó, ba mẹ cô thấy có cái chỗ đốt mà năm nay không thấy có, không thấy Phật tử người ta đốt, hay là những người đi viếng bà đốt. À, thì đây là những cái thứ, những cái chuyện mà ba mẹ cô thấy cái sự thay đổi. Ở đây là đó tối thui à. Ừ, bây giờ là làm mấy cái bàn để cho người ta để trên bông. À, xin thưa bà con bác, ba mẹ cô thấy đây là một cái chỗ, một cái người ta đem gạo ta cúng cho bà con. Ba mẹ cô đọc được là A Di Đà Phật tạ ơn bà. À, họ đem gạo tới rồi họ ghi tên lên họ cúng rất là nhiều. Đâu cái phần nào à có nghĩa là người ta cúng xong người ta không có đem gì vậy gì thì rồi sau đó để làm gì hết. À, có nghĩa ra phần tập trung gì đó phân loại. À, ba mẹ còn ở đây, ba mẹ còn ngồi xem người ta đi cúng, sẵn tiện quay phim chia sẻ cho bà con cô bác xem luôn. À, trời ơi, đây là cái đửa đốt. À, giờ ra đây. À, xin thưa bà con cô bác, đây là cửa đốt. Ba mẹ còn không biết. À, rồi bây giờ đây là cái cổng, đây là bây giờ là đây là cái cổng trước nè bà con, nó đảo ngược ra. Hồi xưa ở đây là cái chợ mà bây giờ hết cái chợ rồi, làm nguyên con đường rất là đẹp luôn, giờ thành đây là cái thành cổng trước. Còn cái cổng sau mà hồi xưa trước năm 75 thì phải sau này luôn đó, thì bây giờ nó sẽ trở thành cái cổng cổng sau. Còn đây bây giờ chuẩn bị xây một cái công viên văn hóa phường núi Sam nè. Cái tượng Phật mà bữa nãy chiều ba mẹ con có quay cho bà con có bác xem á, là đây bự cực được khắc hẳn trong đá luôn nè, mà chưa có hoàn thành nữa bà con. À, ngoài ra còn có thêm một tượng Phật nằm với là một cái tượng tượng Phật Thích Ca cao 81 mét. À, à, các bác còn nhớ không? Đây là cái hồi xưa là cái chợ nhỏ phía sau chùa bà nè. Bây giờ là thay đổi quá trời. Đó, mà thì bây giờ nó trở thành cái cổng chính, nó bự hơn. À, bây giờ tất cả những người bán vé số ở phía bên ngoài, à, họ làm cái ghế luôn. À, họ bán qua cái khe nhỏ vậy đó bà con. À, có nhiều cái sự thay đổi ghê không? Hồi xưa là ở đây cái chợ nè, buôn bán mắm tùm lum hết. À, con đường đi vô có chút xíu à. À, còn bây giờ bên đây nè, người ta làm một cái chỗ bán vé số. À, bán mà coi như là không được phép trong chùa, cho nên bây giờ họ chế ra, họ bán một cặp vô đây nè. Mà ba mày còn không hiểu sao mà nằm ở trên cao mà họ cặp vô được hay quá, họ phải leo lên hết. Oh, rất là độc đáo. À, lần trước á, những năm về trước ba mẹ cô đi á, ba mẹ cô ở ngay đây nè bà, cho nên ba mẹ cô vô cái chùa bà chú xứ hoài. À, buổi tối đi xong sáng vô đi nữa. À, ba mẹ cô ở bên cái Tuyết Nhi á, nhà nghỉ Tuyết Nhi á,
Còn năm nay tài xế cho ba mẹ con ở tốt bên kia. Thành thử ra chắc đi buổi tối này thôi, em biết ngày mai có dịp đi không. 24 trên 24 muốn đi lúc nào cũng được á. Ờ, cáp treo nó còn chạy kìa. Thì đây là hồi xưa đó là cái cổng sau của chùa bà, bây giờ nó thành cổng trước. Ông ở Tuyết Nhi, Mỹ Chi á, Tuyết Nhi nè, ở đây nè, ở trong đó đó. Rồi, trời ơi, thay đổi luôn nè, bây giờ ở đây hết bán đồ ăn luôn rồi bà con. Rồi đó, bà con có bác nhớ không, hồi xưa ở đây dọc dọc bán đồ ăn quá trời luôn. Bây giờ hết rồi. Còn đây là cái cổng chính nè. Đây là cổng chính. Bà con quá ha, đây là cổng chính. Đó, cái đỉnh núi mà đi lên đó, cái trên đó đó. Đó là cái cáp treo lên chỗ đó đó mẹ. Là cái miếu bà nằm trên đó, cái một cái điểm đặt bà nằm trên đó. Bây giờ bệ bà đó, nó dọc nó đem lên đèn luôn á. Mà con có bắt hình dung ra chưa? Đó, đây là cái cổng nè, giờ là đây là cổng chính. Hồi xưa đây là cái chợ nhỏ. Còn ở dọc bên hông, bên hóc bên đây nè. Thì để ba mẹ cậu vô coi coi. Rồi. Họ bán vé số là họ phải đặt sát vô cái tường họ leo lên trên đó mà con. Ồ, công nhận ở đây có nhiều cái thứ, nhiều cái chuyện mà mình có thể mình kiếm tiền ghê luôn á. Ngồi trong cái hốc đó mà vẫn có thể kiếm tiền bán qua cái hốc bụi tre. Mình đi đường này nè. Ở đây bây giờ hết bán đồ ăn luôn rồi. Hồi giờ họ cặp lên trên lề. Công nhận lâu ngày không đi cái thay đổi ghê luôn nè. Ở đây là xe lôi nè. Ông chợ Ba Thơm. Một sự thay đổi thần kỳ luôn ở miếu bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc. Áo mão. Ba mẹ còn nghe nói là những người mà thuê bán ở đây mình cái mặt bằng này là một cả năm cả trăm triệu rồi con. Tức ra là khoảng trung bình mỗi tháng là khoảng 10 tiền thuê mặt bằng ở đây không á, là khoảng 10-11 triệu. Hôm nay trăng cũng tròn nữa nè. Rồi kì bóng vòng trong vòng. Con đường này từ khi dọn mất cái ô đi đường hẻm bên đây mà nó mở qua con đường ăn uống bên này nè bà con. Lạ quá, lạ quá. Ở đây là các cái lễ hoạt động 24 trên 24 luôn. Con đường này là đường Kha Thị Láng. Bánh bò thốt nốt ở đây bán nhiều quá ha. Ở khu này là một cái khu không bán bên ngoài, nhưng mà bây giờ là hình thành ở đây một cái khu chợ đêm rồi đó. Độc đáo quá, lạ quá. Rồi nhiều cái thay đổi rồi nè, đổi lạ quá. Xa lạ thiệt. Ôi, ban đêm mà người ta mua bán tấp nập ghê em. Bán túi da, túi sách. Mấy cái đồ này chắc giả da quá ha. Chín 36 đây cô bác ơi. Tại chín là cậu. Dạ không. Ôi,
đây cái một cái giống như chợ đêm đó mà ha. Chợ đêm Châu Đốc là ở đây nè. À, bán mấy đồ thổ cẩm á. Má trời. Bà con cô bác có thể tưởng tượng bây giờ là 11, 12 giờ đêm không? Bà con cô bác. À, ở đây cái khu chợ đêm này coi như là đông bán nhộn nhịp còn hơn cả Sài Gòn nữa. Có đồ ăn nè, có bún cá nè, có sườn nướng đó nè. À. Quá trời luôn, nó nhộn nhịp quá. Ui chà, khối quá. Xe hơi đậu trong này luôn. Để làm sao mà ra ta. À. Bán đồ mão bà nè, áo bà nè, con rồng thiêu phụng thiêu rồng. Rồi. Mình ra tới đây là đường nào đây? Khoan khoan, giờ mình đứng đây để mình định hình lại coi. Cái khu này sao nó nhộn nhịp quá vậy? Đã tới nhà mình rồi chưa? Phải trong đây không mẹ? Đây là con đường ở trên ta. Hotel Á Châu. Đây là thành phố Châu Đốc về đêm nha bạn ạ. Bánh mì nướng nè, à, mè đúng ở trên đây nè, Vivi Nguyễn, à, những người dân thành phố Châu Đốc này là họ sống như là về đêm và cũng như ban ngày luôn nha bà con. Bên đây là bưu điện núi Sam. Có sữa đậu nành. À. Rồi thôi giờ ba mẹ cậu đi về ngủ để giữ sức, ngày mai mình đi rừng Tràm Trà Sư. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mẹ cậu. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.